Mấy các bạn nhá. Hello mọi người, lại là Hương Đi đây. Hôm nay Hương Đi sẽ làm một cái clip về ẩm thực nhá. Mọi người xem và ủng hộ bọn mình nhá. Cảm ơn mọi người. Mời mọi người theo chân mình nào. Nó về của tao tại chạy tao đó. Ơi, chú ơi chị à. Wow, chú đi thiên chú. Cho nó vô đó chiều là tôi tao tao chuẩn chưa tao tao chuẩn chưa ít chưa tao ít chưa tao nó có đó tao lấy chính nó lấy thì chuẩn chưa chuẩn đi nó là chưa tao đó nó là nó tao bỏ đuôi liều cho nên chuẩn chưa chuẩn nó ít chưa tao đồng cho tao đồng có nó cho có con nó giờ mà giờ cho nó thế đó chỉ đó chưa chú cho nó thia à chị nè chiều câu thia chỉ câu thia ở bên họ ít giờ ư ở đây chị cô giống bỏ chứ không có lạc nãy giờ hot to thế đi nha chị lừ phải có lạc nha cho nó chị tan đồng nó mắt kinh quá. Đây sẽ là công đoạn nướng mực của chúng mình. Chúng mình sẽ là nướng mọi nha các bạn. À nhầm, nướng đá. Ây da. Những con mực nằm lê thê trên cục đá. Hiện tại thì chúng mình đang ở bên bản hồ nha các bạn. Bạn nào ở gần gần đây thì có thể qua đây giao lưu với chúng mình. Uầy. Nóng quá. Rất là nóng luôn nha các bạn ơi. Sàn đá của chúng mình hơi dày nên chắc là sẽ hơi lâu đấy. Nhưng mà kiếm được một tảng đá nào đấy mỏng mỏng một tí. Ôi nhìn nè. Đấy. Rất là nóng luôn nha. Vừa mới để lên một phát rồi. Cái dâu mực thì nó xoắn như run. Kinh chưa? Ừ, thay đổi rõ rệt luôn. Đây là bột canh, đây là nước mắm. Có cả con cá ở đây nữa kìa. Đây là túi bóng xanh. Đây là ớt. Nhìn sang đẹp trai không? Thấy cả cô đấy. Đây cầu. Ở đấy đợi mọi người nữa thì anh cũng chịu mày rồi. Đấy, cái bếp chú lần ra có lò. Đây các bạn ạ. Đây là bạn cá. Bạn ấy không chịu ra đây. Bây giờ chúng mình sẽ khoe bạn ấy. Đang khoe bạn ấy. Thế chưa? Lêu lêu. Ui, chẳng lẽ cho con lên chuẩn xíu luôn. Ơ tù. Chẳng lẽ cho con lên chuẩn xíu luôn.
chia tất chúng tôi hú này. Đây đồ thang ăn phải là đồ này này. Ngày xay này ôn nhỉ, nó em trình đâu là nó có cháu luôn. Ăn bằng tay thôi ạ. Chờ tiến nó sẽ cái hành nó sẽ đỡ ơi. Chỉ chấp lâu ạ. Không có tỏi. Ừ. Những cái này sao nó không khô nhỉ? Ôi trời ơi. Ai cờ lì nó mấy cái vỏ khá đi, à cái lá khá đi, lấy cái kiểu như này này, nó mới để lo cái đấy một hai cái nó đã đi rồi. Mua xong à hai cái mà được ít thế. Đi nữa. Mọi người có biết mà không? Còn chưa vừa làm xong thì đã hết rồi. Cái mang nó rửa chưa? Anh em thấy clip của Phong Đi hay thì nhớ ủng hộ Phong Đi nhá, cho Phong Đi một like, một đăng ký kênh nha. Phong cảnh ở đây rất là đẹp mọi người ạ. Mọi người đã bao giờ đi nướng đồ ở suối chưa? Cảm giác hòa mình với lại thiên nhiên thật là yên bình mọi người ơi. Kìa là các bạn ở trong nhóm mình đang nướng đồ kìa. Xong rồi đi luôn. Ớt này chín rồi. Và đây là cách giá ớt truyền thống của bọn mình mọi người ạ. Mọi người đã bao giờ giá ớt ở trong ống tre như này chưa? Giá ớt ở trong ống tre này giá xong có một hương vị thơm lắm mọi người ạ. À thèm nhỉ. Các bạn ạ, cay chua. Ăn xúc xích nha. Bọn mình có thấy yêu cầu là các bạn bảo bọn mình làm ẩm thực. Đây món này là ẩm thực. Vừa cay vừa ngon nhá. Đây mời các bạn. Ngon lắm. Mời các bạn ăn với chúng được mình. Được rồi. Lại lo ấy thì cay lại. Quên. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ăn đó, vừa chua vừa cay mà lại mực nướng nhá. Mực nướng là phải ăn như này này. Đấy là phải có ớt nữa này. Ăn bằng tay thôi. Phải có ớt. Mà phải nhiều nhiều ớt một tí. Rồi. Rau đâu? Lấy rau ra chặt thôi. Đây. Xay rồi các bạn ạ. Ôi. Rơi nhiều quá. Ăn mực nướng như mình nha. Còn lông đi à? Phải như này. Tuyệt vời. Đây đây đây. Đây phải như này các bạn ơi. À lại có ăn như thế này nữa. Cho tỏi nữa này. Cho ớt nữa này. Cho thêm ớt nữa này. Đây, mấy các bạn nhá. Còn 15 nữa mà. Trên kia thôi. Nên đầu tiên ăn xong nó bị nhẹ. Cái này mang về ăn như trứng rau ngon đấy. Ngon quá. Nóng quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.